Những món ăn từ đậu phụ sẽ luôn khiến người ta thích thú và ưa chuộng. Thế nhưng có một món ăn làm từ đậu phụ ở Nhật Bản sẽ khiến bạn phải rùng mình. Vâng, và câu trả lời của chúng ta đó chính là món đậu phụ địa ngục Dojo Tofu. Nhắc đến ẩm thực Nhật Bản thì luôn là sự tinh tế, tỉ mỉ, cầu kỳ từ khâu chế biến đến thành phẩm. Nhưng cũng có những món ăn kỳ lạ khiến bạn phải lạnh gáy như món Dojo Tofu. Món này làm từ hai nguyên liệu chính, đó chính là trạch non và đậu phụ to bản. Đầu tiên người ta sẽ thả trạch vào nước rồi đun sôi dần lên. Trong lúc nước còn ấm thì thả một miếng đậu phụ to bản vào rồi khoét các lỗ nhỏ trên đó. Mục đích của điều này là để khi nước sôi, trạch sẽ sợ hãi mà điên cuồng chui vào miếng đậu để trú ẩn. Nhưng chúng đâu biết đây là một cạm bẫy đáng sợ. Và đây cũng được coi là công thức nấu ăn tàn nhẫn nhất Nhật Bản, bởi vì con trạch đã trải qua 3 kiếp nạn là bị đun trong nước nóng, bị khóa chặt trong miếng đậu phụ và bị ăn khi còn thoi thóp. Còn bạn nghĩ sao về món này?